sông mình hiện tại giờ là nước đang rộng các bạn, nước rút các bạn, nước cạn rồi. Ghe này thì lên nề, sửa dịch lại các bạn, dịch bị nặng cắt dịch lại các bạn, dịch. Còn bật thun thì sao, thun nha, chạy hơi rung. Ghe này ghe cầu sim mới dùm láng mình các bạn. Bây giờ thì anh em mình sẵn cắt cái chân dịch trước, mạng dịch xong rồi mới thay bật thun các bạn, đúc láp lại, láp bị cong chút xíu, mình ép láp lại các bạn. Đây các bạn. Hôm nay anh em mình cắt cái chân dịch này các bạn. Dịch này nó bị bự, bị nặng mình cắt lại các bạn. Anh em mình vẽ xong cái đường cắt này nè. Vẽ xong đường cắt này nó hơi lọt các bạn. Đó đường này nè. Giờ mình cắt nha các bạn. Cắt theo cái đường mực này các bạn. Cho nó nhỏ cánh dịch thôi các bạn. Cắt mỗi cánh là 2,5 phân. Cánh là 2,5 phân, hai cánh là 5 phân các bạn. Cái này là 2m50 các bạn. Dịch 4 cánh 2m50. Bây giờ mình cắt lại thành 2m45 các bạn. Nó bị bự hơi nặng cho nên mình cắt. Đây anh em mình vẽ xong rồi đây. Hiện tại giờ cắt rồi các bạn. Cắt được 3 cánh rồi. Đây. Cái dây này đây. Cắt được 3 cánh rồi. 2 cánh, 2 cánh rưỡi các bạn, còn khoảng 1 cánh mấy nữa các bạn. Bây giờ cắt rồi các bạn. Cái này là cắt rồi nè. Mình vô cắt rồi. Thấy không? Đây cái cưa đây. Dụng cụ cắt mình là vậy các bạn. Này cắt được nửa cánh này các bạn. Đó. Cái cưa các bạn, cái cưa cắt này nha, giờ cắt nửa cánh, còn nửa cánh nữa các bạn. Các bạn, mình cắt xong rồi giờ dẹp cái cưa các bạn. Hồi nãy mình cắt xong rồi mỗi cánh là 2,5 phân đó các bạn. Chân dịch này hiện tại là nó 2,5 m, mình cắt lại còn 2,45 m mà. Mình cắt rồi đây. Cắt rồi giờ mình cạn cái máy mài ra, mình dọn, mình vuốt cánh lại các bạn. Hiện tại mình cắt xong rồi nó dày vậy nè các bạn. Đây nó dày vậy đây. Đó, nó dày lắm các bạn. Nếu mà nguyên bản của nó là nó dày nè các bạn. Đó. Cái này là cái dấu này mình chưa cắt, tại vì mình cắt đầu cong, đầu ngoài đâu cắt các bạn. Cắt rồi, cắt từ đây bên đây các bạn. Thấy không? Đó. Rồi lại giờ nó dày lắm rồi. Vậy cho nên mình phải dọn lại. Ít mình dịch lại mình dọn hồi này, lát mình sẽ quay cái cảnh mà ở mài các bạn. Đó kia mà mình cắt ra rồi nhưng mà cứ dấu cắt này các bạn. Đó, nó dày vậy không? Đó, nãy là nằm vậy nè. Đó, thức nó nằm vậy đó các bạn. Nó dày lắm. Đó là vậy đó.
chắc nó rớt ra luôn. Đó, quá là độ dày thôi các bạn thấy không? Giờ mình còn phải dọn lại nữa các bạn. Bây giờ là mới có nửa đường, nửa công đoạn thôi các bạn. Mình cắt xong mình còn dọn lại nữa. Bây giờ anh Thảo mình sẽ dọn các bạn ơi. Cắt này thì phải có dụng cụ cắt các bạn. Kim vô các bạn, hàng thau, hàng đá hàng sao, mình có hàng cái nửa hàng kim vô mà giống này nè, nó mới ăn được, nó mới ăn được nhanh nha, ăn được cái mạt bự chứ đá kia đó mài mình mài chỉ mài sáng sạch ở ngoài thôi chứ mình mài cắt không được các bạn, để lấy cái máy mài ra gắn một đá vô mài các bạn.
cánh rồi, ba cánh rồi. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn bà con và bạn đã vào xem hết video tôi nha. Hẹn gặp lại vào những video tới. Bye bye.